Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hạnh nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với siêu xe anh em ạ. Thì với mức vốn hôm nay mình mang vào là 600k anh em nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình với siêu xe 3 đến 4 cửa tiếp anh em nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt nhịp với 4 cửa đầu tiên anh em này. Mình sẽ vào với Khai Lát này, Vũ Bọn Chen này và Mạt Đà nhá. Đồng thời anh em ạ, mình sẽ lót luôn cửa X10. Rồi như vậy đá về cho mình cửa đầu tiên anh em ạ, đá về Khai Lát rồi nhá. Đấy, mình đã lót siêu xe X10 không thành công anh em ạ, nhưng mà đã thành công cho mình cửa dưới anh em nhá. Bởi vì anh em ạ, đặc biệt anh em nhá, riêng siêu xe chủ yếu về cửa dưới là nhiều. Đấy, cho nên anh em ạ, anh em phải để ý nhá, để ý cho mình ở chỗ này này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi luôn hẳn ở dưới 4 cửa dưới anh em nhá. Đấy, ok giờ 4 cửa luôn anh em ạ. Tuyệt vời, như vậy là thành công cho mình cửa thứ hai về gục Bọn Chèn anh em nhá. Đấy, thành công hai cửa cho giờ mình đá lên được 1m rồi. Đấy, ngon lành chưa anh em. Ấy thì sau khi anh em nhá, mình đã thành công với cửa thứ hai về gục Bọn Chèn anh em ạ. Thì ở đây anh em ạ, hai cửa gần nhất ở đây đá đổi chủ yếu về gục Bọn Chèn nhá. Đấy, mình sẽ thêm Mát Đà này. Đấy, chắc chắn là mình sẽ vào Mát Đà rồi. Đấy, với 3 cửa anh em nhá. Ok chưa, 200k với 3 cửa này. Quá hay luôn anh em ạ. Như vậy là tiếp tục về cho mình Khai Lát 200k. Đó, trong vòng mới 3 cửa anh em nhá, trên 1 phút anh em ạ. Mới 1 phút rưỡi rồi mình đã đi với 3 cửa và đã thành công luôn 3 cửa anh em nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ lên cửa thứ tư anh em này, mình sẽ tiếp tục tham khảo anh em ạ. Đấy, cửa thứ tư mình sẽ vào với tiếp tục Vũ Bọn Chèn, Khai Lát này và Mạt Đà. Đấy rồi, về Mạt Đà anh em ạ. Như vậy là thành công cửa thứ tư anh em nhá. Ngon lành chưa anh em? Đấy, sau 2 phút anh em ạ, từ 600k mình đã thành công với 4 cửa lên lên 1m rưỡi anh em nhá, 1m rưỡi nhá. Ok chưa? Và đương nhiên anh em nhá, tiếp tục là bây giờ mình sẽ đi cửa tiếp theo. Ở đây mình sẽ vẫn vào với Mạt Đà, Vũ Bọn Chèn, Khai Lát và bên đúc anh em nhá. Ok chưa? Như vậy một cửa như vậy sẽ vào với 150. Đây rồi, chắc chắn rồi anh em ạ, chắc chắn rồi. Đã về cho mình Khai Lát ngon lành nhá. Đấy, về Khai Lát ngon lành rồi. Đấy, 1m7 anh em ạ, 1m7 rồi. Đấy, quá tuyệt vời nhá. Đấy, thành công quá rực rỡ rồi. Đấy, như vậy đá lên được 1m7 rồi anh em ạ. Đấy, sau 6 cửa anh em nhá. Đấy, anh em thấy như vậy mình đã thành công chưa? Chưa hề sai một cửa nào anh em ạ. Đấy, ok nhá, bây giờ mình sẽ tham khảo cho chắc chắn anh em này. Xem cửa này sẽ về cho mình cửa đổi tiếp hay là vẫn về ok anh em ạ. Như vậy là về cửa đổi tiếp anh em ạ. Đấy, chưa có dấu hiệu ở lại về cửa đôi anh em nhá. Và đặc biệt anh em ạ, chủ yếu đổi hiện tại bây giờ này là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đến 7 cửa liên tục ở cửa dưới anh em nhá. Chưa có một dấu hiệu nào về đổi ở cửa trên. Đấy, từ X10 đến X40 anh em ạ. Đấy, nhưng mà hôm qua thì khác anh em nhá. Mỗi ngày khác nhau. Đấy, có khi là chủ yếu đổi cửa trên nhiều. Đấy, cho nên là cũng không phải là không lạ được anh em ạ. Ui trời ơi, tuyệt vời rồi anh em ạ. Như vậy cửa này mình này nó chuẩn vào X20. Đấy, về bao nhiêu anh em, 1m6 nha. Tuyệt vời chưa? Anh em thấy chưa? Vừa mới nhắc xong luôn, đá về cho mình cửa X20. Đấy, mình lót khá bao nhiêu cửa rồi. Ok chưa anh em? Hiện tại anh em ạ, đá về cửa thứ 8 thành công nhá. Đây, về cửa thứ 8 rồi. Bây giờ mình sẽ ra với 4 cửa tiếp anh em này. Mình sẽ đi X10, X20. Dưới X5 mình sẽ đi ui trời ơi anh em ạ, không về Khai Lát cũng Bọn Chèn cho mình rồi. Đấy, lần này về bên đúc anh em nhá. Bên đúc thì khá xa rồi các bạn. Bây giờ mình trừ ngược lại cho mình này. Đấy, ok chưa? Đấy, nhưng không sao các bạn, mình sẽ bắt nhịp lại thôi. Đây, với một cửa đã thua đầu tiên anh em nhá. Đấy, thì sau khi đi cửa thứ 9 anh em ạ, thì mình đã thành công với 8 cửa rồi. Ok chưa? Và tiếp tục anh em nhá, mình sẽ bắt nhịp lại X10, X20 và Mạt Đà anh em này, cửa dưới Mạt Đà và Vũ Bọn Chèn tiếp này. Rồi, 2 cửa liên tục anh em ạ. Khó hiểu thật sự luôn anh em nhá. 2 cửa liên tục luôn, mình không thành công anh em ạ. Đấy, lại tiếp tục về cho mình Khai Lát anh em nhá. Đấy, mình đã đổi không thành công rồi. Và tất nhiên anh em ạ, mình sẽ đi với phương án là gấp một chút xíu anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi lại với Vũ Bọn Chèn này, Khai Lát này và Mạt Đà. Như vậy là một cửa nhưng sẽ gấp vào với 500. Đây rồi, Vũ Bọn Chèn anh em ạ, Vũ Bọn Chèn. Đấy, thành công chưa anh em? Lên bao nhiêu rồi? Đấy, lên 2m rưỡi rồi anh em nhá. Đấy, anh em thấy ok chưa? với mức vốn 600k anh em ạ. Đấy, mình thành công như vậy đã quá ngon rồi. Nhưng mà anh em này, lần này mình tiếp tục vào thêm một cửa này anh em nhá. Tiếp tục mình sẽ vào với Open Chain Khai Lát và bên đúc, ok chưa? Vẫn 500 ở trên mặt X20 anh em ạ. Bây giờ càng đẹp rồi, tuyệt vời. Như vậy đã về cho mình B đúc nha. Đấy, lần này mình lót ở X20 quá nhiều anh em ạ. Đấy, mình lót hẳn X20 hẳn 500 anh em nhá. Như vậy là hơi phí một chút xíu nhưng không sao. Như vậy hôm nay mình cũng quá thành công rồi anh em ạ. Với mức vốn mình mang vào là 600k, thành công lên 3 máy anh em nhá, trong vòng hơn 5 phút. Như vậy đã ok cho anh em rồi. Chào anh em nhá.